Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái thiết bị không thể thiếu khi các bạn muốn quay vlog đây. Giống như kiểu dạng làm một cái video như mình bây giờ. Thì các bạn cần có cái gì? Thì điều kiện tiên quyết là các bạn sẽ phải có một cái máy quay, máy ảnh, ống kính hoặc là một cái điện thoại nhé. Bạn nào có thể mới bắt đầu thì chúng ta có thể bắt đầu với điện thoại. Sau đó thì các bạn muốn chất lượng ngon hơn thì anh em nên sắm cho mình một chiếc máy ảnh ống kính. Vâng, như các bạn đã biết thì chúng ta sẽ cần phải có một cái lượng pin khá là nhiều, bởi vì khi chúng ta quay thì có thể là các bạn quay trong nhà thì các bạn có thể cắm sạc vào đồ hộp lõi hay kia, nhưng có thể là chúng ta quay những cái lúc ngoài trời ấy, thì chúng ta cần phải có một lượng pin khá tốt để chúng ta có thể đi quay kèm. Thì mình khuyên là các bạn lên sắm cho mình tối thiểu là 2 đến 3 cục nhá, thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc quay phim của mình. Đặc biệt là các bạn có thể có sắm một số cái máy đời mới, như hiện tại thì nó có một cái cổng sạc qua đây là các bạn có thể dùng sạc dự phòng để sạc được thì nó sẽ tối ưu hơn. Tiếp theo nữa là các bạn cần phải có một chiếc thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì ở đây thì bạn cần một cái dung lượng lớn một chút, bởi vì có thể là một ngày chúng ta đi quay sẽ rất là nhiều, thì mình khuyên là các bạn nên dùng 2 thẻ 32 hoặc là hơn, hoặc là có thể bắt đầu dùng thẻ 64, 2 thẻ 64, nó là hoàn toàn sẽ đủ cho các bạn để quay video. Đặc biệt khi quay video bây giờ chất lượng tối thiểu anh em dùng nó là Full HD, và có thể các bạn sẽ quay ở chế độ 4K. Chính như vậy, thẻ thì mình ưu tiên là các bạn nên chọn thẻ từ tốc độ 95m/s trở lên, thì như thế thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều và nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, ngoài những thứ mà cơ bản là về máy ảnh, ống kính, thẻ nhớ và pin ra, thì những thứ tiếp theo chúng ta cần có để quay một cái vlog đó chính là, đầu tiên là bạn cần một cái chân. Tại sao lại một cái chân như này? Một cái chân như này thì các bạn có thể để được ở rất là nhiều khu vực khác nhau. Ví dụ như bạn có thể hoàn toàn choãi ra và để trên mặt bàn và ngồi quay như mình như này. Hoặc là các bạn có thể cặp nó trên cành cây. Hoặc các bạn có thể đây, bạn sẽ xem cái video về chiếc chân nhện, cái chân bạch tuộc này của mình, nó sẽ nằm ở đây nhé. Và như thế thì các bạn sẽ có được rất là nhiều cái điều kiện quay khác nhau. Và đặc biệt là anh em với anh em vlog thì một cái điều đó là anh em luôn phải cầm như này, thì anh em sẽ cần một cái chân nó tương đối nhỏ gọn, tiện dụng, và đặc biệt là nó sẽ phải chắc chắn một chút, như thế mình cầm đi cầm lại. Thì hiện tại trên thị trường thì chiếc chân của Robby này là chiếc chân gần như mình thấy anh em vlog sử dụng nhiều nhất. Thì Robby bây giờ thì cái đời mình đang cầm trên tay nó là Robby Gorilla, thì nó đã dừng sản xuất. Thì hiện tại thì nó được thay thế bằng người đằng sau của nó, đó chính là chiếc Robby 3K hoặc chiếc Robby 5K. Thì các bạn có thể tìm hiểu để có thể mua cho mình chiếc chân này nhé. Còn một số dòng chân khác thì nó không phải dạng chân nhẹ, nó cũng khá là nhỏ gọn, nhưng điều kiện tiên quyết để các bạn mua một chiếc chân làm vlog nó phải nhỏ gọn và chắc chắn nhé. Đến với cái thứ hai chắc chắn phải có, đó là mic. Ở đây thì mình sẽ giới thiệu các bạn một số loại mic khác nhau. Ví dụ như là làm vlog thì anh em có thể tiện nhất nó là sử dụng một loại cái mic shotgun như thế này. Với chiếc mic shotgun như thế này, đây là một chiếc mic định hướng, thì khi bạn chĩa cái mic vào chỗ nào thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nó tiếng nó sẽ thu được tốt nhất. Còn lại những âm thanh xung quanh, những âm thanh không phải thẳng trực diện vào mic ấy, thì nó sẽ thu kém hơn. Thì chính vì vậy thì bạn sẽ có thể thu tiếng của bạn tốt nhất. Ví dụ bạn cầm như này, anh em làm vlog thì cái mic shotgun này rất là tiện. Thì như trên tay mình đây là một chiếc mic shotgun của dòng Rode, và đây là đời Rode Go. Thì cái chiếc mic này thì có một cái mà mình rất là thích, và anh em làm vlog hay là các thứ rất là thích, đó là việc bạn chỉ cần cắm vào và dùng luôn. Cái mic này nó sẽ không có pin và cũng không có cái nút chỉnh gì luôn. Nó cũng là ưu điểm nhưng nó cũng là nhược điểm. Nó là ưu điểm thì các bạn sẽ không bị sợ bị quên khi các bạn phải bật mic, nắp pin hay là điều chỉnh gì hết. Nhưng có một cái dở đó là như vậy thì bạn sẽ không điều chỉnh được cái khả năng thu này, không điều chỉnh được cái việc cộng trừ decibel này rồi các thứ. Nhưng mà mình thấy là nó khá là nhỏ gọn và tiện. Ngoài ra những bạn nào mà hay quay phỏng vấn hay là quay vlog ở những nơi mà chẳng, ví dụ như cái mic này ngoài ra ngoài trời nó quay khá tốt thôi các bạn. Còn lại các bạn sẽ sử dụng một chiếc mic, ví dụ như mic cài áo như này. Mic cài áo này làm vlog và làm phỏng vấn thì gần như là tốt nhất. Thì trên tay mình là chiếc mic Superlab. Chiếc mic này thì là một chiếc mic có dây các bạn nhé. Dây nó rất là dài, dây nó lên đến khoảng 6 đến 7 mét. Thì các bạn cắm một đầu vào máy quay của mình và cắm một đầu vào đây cái đầu thu này, các bạn sẽ cài vào áo của mình như này, thì thu tiếng cực kỳ trong, bởi vì cái mic cài áo này nó sẽ chỉ thu một khu vực quanh nhỏ nhỏ quanh gần nó thôi. Thì nhưng mà như này thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ không thu được nhiều âm thanh hiện trường, và cái thứ hai nó là khi bạn quay mà bạn quay có 2 người trở lên thì nó sẽ khó quay, hoặc bạn sẽ phải có nhiều mic và cắm nhiều chỗ khác nhau. Thì cái này nó dở như thế nhưng mà sợi nó cũng khá là dài. Anh em mà ngồi một chỗ mà quay này hoặc là đi vlog mà một mình đó, thì cái mic này cũng khá phù hợp. Và đặc biệt là nó rất rẻ. Cái mic này nó chỉ có giá khoảng 400 nghìn thôi. Bên mình đang phân phối 400 nghìn thôi. Cái mic Rode như lúc nãy mình nói đó, thì là cái mic này bây giờ giá nó khoảng tầm 2 triệu đồng. Ngoài ra thì nó còn có cái loại nó là
cái dòng MacBook Pro hoặc Pro Plus thì nó sẽ đắt hơn. Con này khoảng 2 triệu nhá. Pro thì nó khoảng hơn 4 triệu, Pro Plus thì nó khoảng tận 7 8 triệu cơ. Có rất là nhiều vlog Việt Nam đang rất là rich kid, đang giàu. Ví dụ như Tân Một Cú chẳng hạn, bạn có thể biết. Đó, và một cái loại mic thứ ba nó sẽ phù hợp hơn và giá nó cũng không hề rẻ lắm bạn nhé. Mic này nó khoảng hơn 3 triệu. Thì đó là một cái mic, cũng là mic cài áo, nhưng mà nó sẽ có bộ thu và bộ phát. Đây, như các bạn có thể nhìn ở đây thì nó sẽ mic mình đang cầm trên tay là của Boya nhé. Và bộ này là bộ Pro, có một số bộ mà loại nó sẽ rẻ hơn một chút đó. Thì nó sẽ có một cái đầu cuộn dây như này cắm vào, và bạn sẽ cắm vào máy ảnh của mình, và một cái đầu mic thu giống mic cài áo như này, và mình sẽ cài vào cài áo và cho cục về ra sau lưng. Các bạn thấy là những cái diễn viên này hay là những MC cũng sử dụng cái loại rất nhiều, loại này là sử dụng wireless và nó thu được khoảng cách khá xa, trên 30 mét mình đã test rồi. Và như thế thì rất là ngon, bởi vì như thế thì bạn có thể đi rất xa, bạn vẫn quay với âm thanh rất là tốt. Nhưng cái này thì nó cũng có một cái điểm chung giống cái mic cài áo lúc nãy, đó là bạn chỉ thu được một người thôi, còn muốn nhiều người thì bạn phải có nhiều cái bộ phát này hơn và một bộ nhận ở máy đó. Nhưng mà ưu điểm cái là nó sẽ không phải dây dọn lằng nhằng, bạn có thể cầm đi rất xa và âm thanh tiếng cực kỳ trong. Trong điều kiện lực quá ổn thì bạn dùng cái mic này rất là hay. Nhưng cái này cũng không hề rẻ nhá, hơn 3 triệu các bạn ạ. Thì mình khuyên là với những anh em mới bắt đầu thì mình có thể chọn cho mình đấy, thì cứ cân đối kinh phí của mình, rẻ nhất thì vẫn là có loại có dây như thế này, có 400.000 thôi, chất lượng âm thanh cũng cực kỳ ngon nhé, nó không quá kém những loại kia quá nhiều đâu ạ. Đều là chất mic chất lượng tốt cả. Và rồi sau khi mình đã có chân và có mic cũng như đầy đủ như thế thì các bạn đã cảm tưởng gần như là đủ hết rồi, nhưng bạn vẫn bị thiếu một thứ. Đó là ví dụ như các bạn quay trong điều kiện mà ánh sáng như của mình ở đây, mình đang sử dụng ánh sáng đèn ở bên mình, ánh sáng nó tương đối tốt thì mình có thể không sử dụng đèn thêm. Nhưng các bạn mà quay trong những điều kiện ví dụ như đi hoặc là như buổi tối ở bên mình á, thì mình vẫn phải sử dụng những cái thiết bị đèn hỗ trợ, hoặc đặc biệt mình muốn thể hiện một cách nó đẹp hơn, ví dụ như những bạn vlogger làm sao mà tại sao ánh sáng bạn tốt thế thì bạn lại có sử dụng đèn nhé. Thì mình giới thiệu ở đây các bạn hai cái đèn rất là phù hợp với anh em quay vlog vì nó nhỏ. Ở đây là chiếc trong lô 300 đời 3, chiếc đèn này nó cũng tương đối nhỏ. Giá bây giờ thì nó khoảng 2 triệu cả bộ, bao gồm pin, biết các thứ bạn ạ. Đây, mình giới thiệu với anh em con đèn này. Đây, rất là ok. Đèn thì rất là nhiều bóng và nó dạng đèn led. Anh em có thể cắm trên trực tiếp máy quay của mình, hoặc có cắm bên ngoài, hoặc có một bạn cầm đi support cho mình. Ví dụ đơn giản nhất là quay vlog, các bạn có thể đặt một cái đèn check 45 độ như này, thì bạn sẽ tạo ra một bên mặt bạn sẽ sáng hơn bên còn lại, nó sẽ tạo sự tương phản và sự lỗ phối tốt hơn. Thì đây là chiếc đèn trong lô, giá nó khoảng 2 triệu. Ngoài ra thì mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc đèn khác nhỏ hơn, tiện hơn và rẻ hơn. Đó là chiếc đèn Goldock. Đây trên tay mình là một chiếc đèn LED Goldock 1P120. Thì chiếc đèn này giá khá là tốt, bao gồm cả pin sạc thì nó có giá là 1 triệu 1 triệu 2 gì đó. Đó thì nó khá là nhỏ gọn, nó bao gồm pin sạc đầy đủ luôn rồi. Nó còn nhỏ gọn như này, các bạn có thể cầm như này, để như này. Nhưng cái đèn này nó sẽ yếu hơn cái con trang lô lúc nãy nhá, nó sẽ yếu hơn nên cũng phù hợp với bạn nào mà quay gần này, hoặc quay những thứ nhỏ hơn. Đó là mình đã giới thiệu qua những cái thiết bị các bạn cần thiết để làm trở thành một vlogger. Đầu tiên là mình nhớ nhá, sẽ phải có máy ảnh ống kính trước. Sau đó thì cần thêm pin sạc đầy đủ, thẻ nhớ thì phải tốc độ cao và có một dung lượng lớn một chút. Tiếp theo bạn cần một cái chân này, mic này, đẹp. Đó, còn nếu mà thực sự những bạn nào để mới bắt đầu ấy, thì mình nên bắt đầu với những thứ mình đang có, ví dụ như điện thoại. Điện thoại này các bạn có thể sử dụng thêm những cái tai nghe. Điện thoại tai nghe để mình sẽ thu được âm tốt hơn. Còn nếu đấy bạn và điện thoại của bạn thì cũng có khả năng quay phim tốt một chút, có khả năng chống rung một chút, và cứ thế chúng ta bắt đầu thôi. Và đương nhiên là mình cầm điện thoại mình đi này sẽ rung, tốt nhất là các bạn lên sắm cho mình một cái chân nhỏ thì nó sẽ ok hơn. Đó, thì thực sự thì mình cứ có thiết bị ghi nhận lại hình ảnh, ghi nhận lại âm thanh, như vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu làm video được rồi, và chúng ta hoàn toàn bắt đầu làm video với YouTube hoặc là Facebook được rồi. Và bắt đầu thì quan trọng nhất của cái việc mình làm vlog, mình làm video đó chính là cái việc mà nội dung, các bạn phải chuẩn bị nội dung rất là tốt, bởi vì các cái thiết bị này nó chỉ giúp các bạn, hỗ trợ các bạn tạo ra được những hình ảnh âm thanh tốt hơn. Ok, rất là vui được gặp các bạn.
và mình là Kiên đến từ máy của Hà Nội. Hy vọng những cái bài chia sẻ ngày hôm nay của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ subscribe kênh và có thể chia sẻ những video này cho mọi người cùng biết nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Bye bye.